cô nói cũng đúng đó. Sức người có giới hạn, nhưng mà tại sao hoạn nạn cứ bủa vây? Thì bởi vậy cô mới nói con, chuyện gì cứ lạc quan lên, tự tin đi. Mình quyết định cuộc đời của mình là do mình mà, chứ đâu có ai, ai biểu xúi đâu. Nếu mà cái quyết định đó nó là sai lầm thì sao cô? Nè, nghe cô nói nè, trong cuộc đời mình lúc nào cũng phải có sai lầm, hiểu chưa? Nhưng mà kỳ sao mình biết cái sai lầm đó mình đừng có tái phạm nữa, hiểu chưa? Trời, sai một lần thôi là đủ chết rồi, chứ còn đứa ai cho con đi quyền sinh quá cô ơi. Chà, nói gì nghe nghiêm trọng vậy con, chuyện gì vậy? Cô, nó liên quan đến danh dự và nhân phẩm của con đó cô. Liên quan tới danh dự nhân phẩm? Dạ. Mà hai cái đó là yếu tố thành một con người đó. Chà, thôi. Vậy là con không thể nào làm sai được cái điều đó cô. Thôi bây giờ nói nghe nè, cô không biết là cái chuyện con là cái gì, nhưng mà thấy con nói có vẻ nghiêm trọng đó nghe. Mà nè, mình là con người chứ không phải là thánh nhân đâu, mà không mắc phải sai lầm. Mình biết cái sai nào, kỳ sau mình biết, mình sẽ không đi lại cái vết xe đó nữa, hiểu chưa? Trời ơi trời, sai một lần là đủ chết rồi cô, sai đến lần thứ hai chắc con đi quyên sinh luôn đó cô. Thôi đừng có nghiêm trọng quá đi. Nè, chuyện gì cũng có cách giải quyết hết trơn, trời nghe không? Mình phải tôn trọng ý kiến của mình, mình quyết định như thế là cuộc đời của mình, hiểu chưa? Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép, cứ yêu đi dù ai nói mình ngu si. Cô không làm phiền con nữa. Trước khi đi cô nói con nè, mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên. Lạc quan lên. Lạc quan lên. Ok. Con chào cô. Ừ. Tự tin, mạnh mẽ lên. Cô Lan nói đúng, mình sai chỗ nào thì mình sửa chỗ đó, rạch chỗ nào thì mình sẽ phải vá lại chỗ đó. Trời ơi, còn mua thêm chổi nè, trời ơi. Chổi quét nhà, chổi lông gà, nước rửa tay, xà bông, sữa. Cái món này phải kêu thêm đây. Ôi trời đất ơi, sao mà cái tủ lạnh nó lạnh dữ vậy nè? Trang ơi Trang. Dạ. Trang ơi Trang. Dạ dạ. Ra đây cô biểu coi. Con. Dạ vô gì cô? Sao cái tủ lạnh nay nó lạnh dữ vậy con? À trời ơi, con tại mấy bữa con thấy nó lạnh ít quá, cho nên con mới mở nó maximum luôn. Giờ lạnh ngắt luôn hả cô? Lại đây, con nói cho nghe. Cô đừng đánh cô đừng chụp cô. Trang ơi Trang, con làm gì? Con lại đây, cô chỉ, cô dạy con. Ủa? Cô quýnh con hồi nào mà con làm gì thấy ghê vậy? Cô không chửi con hả? Ê, cô nói cho con nghe. Con tưởng đâu con làm sai là cô sẽ chửi con chứ. Trời ơi, trong cuộc đời của mình ai không phạm sai lầm hả con? Mình phạm sai lầm sau này mình biết cái chỗ đó là cái sai, mình không có phạm nữa, hiểu chưa? Để một ngày, mỗi ngày mình sống tốt hơn, mình hoàn thiện con người mình hơn. Dạ. Cô nói con nghe, hồi đó cô nhỏ trẻ như con nè, cô đã từng sai lầm. Đó, đó. Tại vì cô sai là vì cô không có thể nào mà, nghĩa là cha mẹ của mình đó, dạy mình mà mình phải nghe theo. Bà nội con lúc đó đó khó khăn lắm, biểu làm gì là phải làm, không được sai. Bà nội con hả cô? Ừ. Mà con giống bà nội y chang. Ủa, nghe hả cô? Để cô kể con nghe. Dạ. Đi cho má. Trời ơi, vững vàng lên con. Ôi khó quá, con trời sợ con té quá nè. Người mẫu ai mà đi cái kiểu như vậy? Trời đất ơi, vững vàng lên, thần thái lên con. Thần thái gì nổi, con sợ té mà thần thái gì? Sợ cái gì mà sợ? Có rớt xuống ao, xuống mương đâu mà. Trời ơi, sao dán hết sức cái con nhỏ này. Má nói với con bao nhiêu lần rồi hả? Cái nghề người mẫu là cái nghề cần cái sự khổ luyện, mà con chưa có kịp luyện cái gì hết trơn á. Con coi đi, cái này chỉ mới gọi là cái bài lớp dở lòng thôi nghe con nghe. Nghe là chưa có được cái level 1 đó. Cỡ như vậy là nhầm nhò gì với má. Như má là hồi xưa là con biết, à có coi phim kiếm hiệp không? Biết tiểu long nữ nằm ở trên cái dây thừng mà có chút xíu không? Má đi trên cái sợi dây thừng đó luôn. Được con hả má? Được con, mai mốt con ráng tập luyện đi. Để cái le dồ cao hơn là con đi trên dây điện cho má. Ơi, điện vừa con chết. Phải tập, thấy không? Mình là người mẫu chuyên nghiệp, con đừng có làm má thất vọng. Cả dòng họ nhà mình ba đời là người mẫu chuyên nghiệp, đừng có để tới cái đời của con là nó gãy gánh nha con. Má ơi, nè tự nhiên rồi để cái mặt con thì hai cục má hồng kỳ quá à. Trời ơi, tại vì mình là người mẫu mà con. Con thấy hả, người mẫu nhí mấy bé thiếu nhi đó,
nó múa, nó hát, nó nhảy, nó đi. Phải có hai cái cục má hồng thì nó mới ra thiếu nhi, hiểu không con? Rồi, bây giờ tạm thời cái bài này tập sao, bây giờ tập tới cái bài này đi. Bài này đó. Bài gì má? Đây là một cái bài gọi là đã là người mẫu thì cái chuyện mình tiếp xúc với những cái nhãn hàng đó ha, để mình đại diện thương hiệu người ta, mình làm cái gương mặt đại diện của người ta là cái chuyện hàng ngày. Dạ. Thành thử ra là con phải tập ha, mình đi với cái sản phẩm của người ta làm sao đó cho nó ra cái thần thái ha, đó để người ta mới mướn mình, không? Rồi bây giờ con đi con quảng cáo cái cuốn sách này cho má coi coi. Con đang nhắc ma hả? Trời ơi. Má biểu con phải nhí nhảnh hồn nhiên, má giống nết. Con ơi con, đó nghe nè, bây giờ mình phải tìm hiểu cái sản phẩm. Sản phẩm của mình là một cái cuốn sách, nó là một cái biểu tượng của cái sự trí thức đó con. Trời cái việc con hí hú hó, trời con làm như vậy là chết rồi, nhãn hàng nào mướn con. Bây giờ con phải diễn cái nét mặt hiếu học lên cho má. Ủa nếu mặt hiếu học là sao má? Má không cần biết, má chỉ biết là con diễn làm sao mà trên mặt con có in hai chữ hiếu học cho má. Ô nếu vậy rồi con chạy vô trong con lấy con ghi chữ hiếu học trả con treo hả mày, trả treo trời kiếm cho rồi tụi quánh bây giờ này trời ơi. Bây giờ diễn cho má coi, 2, 3 diễn. Hiếu học nè. Ôi, trời ơi con ơi hiếu con. Học á, hiếu học nè. Dừng lại hả? Trời ơi con ơi, cái mặt này là cái mặt gọi là hả, thù thầy ghét bạn, trốn trường bỏ lớp. Cái mặt này là cái mặt bỏ thi đó con, chứ không phải là cái mặt mà hiếu học đâu con ơi. Vậy hả? Làm chết rồi hả? Thôi rồi, cái kiểu này là chắc là cha mẹ làm thầy con đốt sách rồi con ơi, tiêu rồi con ơi. Con nói con làm không có được, má biểu con không được phép phạm sai lầm. Và má muốn con làm cái gì thì con bằng mọi giá phải làm cho bằng được. Và má không cho phép con được sai lầm. Bây giờ tập tiếp tục cho má. Lui ra bên kia, để cuốn sách lên trên đầu rồi đi thăng bằng cho má. Trời ơi, đi một mình nó khó giờ, để anh đây sao đi má. Rớt cuốn sách một cái là má phạt không cho ăn cơm. Lẹ lên. Rồi nhớ đi là trên cái đường màu đen này thôi nha. Con mà kêu ca một tí nào má lấy sợi dây thừng ra cho đi đó. Má ơi, con nhịn được không má? Không được nhịn, muốn tay. Hớp bụng, ứa ngực. Đi. Lố cái làng người kia. Đi. Đi. Rồi xong, chiều nay không được ăn cơm, lẻ lên. Lại, làm lại một lần nữa. Cố lên con, cố lên con. Người mẫu, người mẫu, người mẫu. Trời ơi, trời ơi là trời. Tôi tức quá là tức rồi trời ơi. Thiếu điều mà muốn làm mệt với nó luôn vậy đó. Má ơi, để từ từ con tập rồi. Rồi, bước. Người mẫu, người mẫu, người mẫu, người mẫu nổi tiếng rồi. Khó quá à. Má không biết là con tập con mệt không chứ mà má dạy cho con mà tại sao con không có sáng dạ gì hết trơn vậy. Lúc má cỡ như con, bà ngoại của con cũng truyền lại cái nghề người mẫu này cho má. Mà hai bà ngoại cũng dạy tới đâu là má tiếp thu tới đó con. Cái máu đó con, cái máu gọi là người nổi tiếng, nghệ sĩ trong người mình đó con. Đi cái ớt là thành người má mẫu. Thông minh, đó. Con ngu. Thôi, không có được nói cái điều đó. Phải cần cù bù thông minh, phải tập luyện cho má. Trời ơi, nó mà má nói mình làm mệt luôn á. Mệt mà thở không nổi luôn á. Trời ơi. Má, con lấy cái nước thần thánh con xịt cho má tỉnh nha. Chít, chít, chít. Má lấy mắt kính xuống, má lấy mắt kính xuống con xịt cho má tỉnh. Chị, đó tỉnh chưa, tỉnh chưa, tỉnh chưa? Khoan đó. Trời ơi, cái gì vậy con? Con nước, con xịt cái gì cho má vậy? Con nước xịt nước cho má. Thuốc diệt côn trùng. Hả? Trời ơi. Má ơi, má ơi, má ơi, má ơi, má ơi. Trời ơi, cấp cứu, cấp cứu, cấp cứu. Con má ơi, con hại má ra. Trời ơi, cô ơi cô. Vậy té ra hồi xưa tại cô mà bà nội chết hả cô? Không có phải như vậy chứ sao cô? Đâu phải lại cô bà nội chết đâu. Ủa chứ chi tại cô xịt vô trong mặt của bà nội nên bà nội mới chết đó. Thì đó, cô xịt xịt bà nội kêu đừng có xịt mà cô xịt 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 vòng vòng xịt ngay mặt. Cái bà nội ngộ quá, cái bà nội ngất xỉu. Ủa đó coi, cái cô sợ quá cô mới kêu cái ông xe lam kế bà nhà đó chở chở bà nội vô bệnh viện. Cô ẩm bà nội. Trời ơi, đi chạy trời ơi, con đường xe phải không? Cái ổ gà dao 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 dao. Cái bà nội liệm. Trời đất ơi, là bà nội chết. Chưa. Ủa chưa chết. Mệt quá liệm vậy thôi chứ còn vẫn còn thở. Dạ dạ. Đó, thì cái chạy xong cái nghĩ tới ngay cái vòng xoay ngã bảy này nè. Dạ. Tự nhiên nghe một cái tiếng đằng xa là xe tôi không có thắng nha.
Trời ơi, vậy xe gì không thắng cô? Xe ba gác. Trời ơi, xe ba gác. Nghe la la gì đấy mình cũng không biết sao. Ghê quá. Ông xe la ông cứ chạy, ai về xe ba gác có thắng không hả? Nó lũi vô cái ông xe la một cái ra một cái. Trời ơi cô ơi. Thôi chết rồi, nghĩ sao? Xe ba gác tông vô xe lam. Ừ. Vậy là thằng cha xe ba gác chết chắc. Không. Ủa chứ ai chết cô? Bà nội con chết. Ủa sao vô duyên vậy? Sao bà nội con chết được? Thì đây nè, cô đang ngồi trên xe lam ẩm bà nội nè. Dạ. Xe nó làm cái ram cho hết rồi con giục bà nội xuống đất. Trời. Bà nội chết. Trời ơi. Vậy vậy là lúc đó cô quảng hồn cô quăng bà nội con xuống bà nội con chết hả? Ừ. Trời ơi. Bây giờ cô mới biết được cái sự tích lý do tại sao bà nội con chết. Ừ. Trời ơi thấy ghê quá cô ơi. Ừ. Quá đáng sợ. Mà công nhận lúc đó bà nội khó với cô quá ha. Trời ơi, bà nội khó gì lắm. Muốn làm cái gì là phải ý như vậy, không được sai phạm gì hết trơn á trời đó. Dạ, đúng thì rồi đó. Đó. Cô nhưng mà con có một cái này con thắc mắc lắm nè cô. Thắc mắc gì nữa? Là ghen nhà mình coi bộ là cũng mạnh đó cô. Tại vì con thấy là cô con đồ ba con đồ cũng xem nhau đó. Vậy tại sao mà nhà mình làm người mẫu được vậy cô? Mẫu nhí. Thì đó, trời ơi, nghĩa là bà nội bắt cô làm mà cô không thích tức quá, cô cãi lại đó. Bởi vậy cô phạm sai lầm là cô cãi là bà nội đó. Bởi vậy đâu có đúng ý bà nội đâu, bởi vậy cô bây giờ cô mới làm cách quá này nè. Ủa cô, vậy tính ra con bây giờ được sống một cuộc sống giống như vậy hả? Té ra lại là hạnh phúc quá con. Đôi khi cô nghĩ, nhiều khi mình làm những cái sai, mình cũng được hạnh phúc. Dạ. Dạ cô mới về hả cô? Ra cô hỏi thăm coi. Dạ. Sao rồi sáng giờ tôi đi công chuyện tôi giao ở đây có buôn bán được không? Dạ sáng giờ cô công nhận ở cửa hàng cô hút khách ghê á. Vậy à? Dạ. Có một khách hả cô? Giỡn mặt cái tôi hả? Có một khách ha. Mà nó hút khách là sao? Thì trời đó. Ơi có một khách rồi thôi rồi mà bữa nay là tôi tháng này tôi lỗ sở hụi rồi. Sao lỗ cô? Thì đó ít ra buổi buổi sáng mình phải bán một cái bill gì cả 1 triệu bạc. Mà bán có một người rồi làm sao mà không lỗ được. Vậy chứ nguyên ngày là mình phải bao nhiêu mới đủ số mũi cô? Ví dụ như buổi sáng là 1 triệu, buổi trưa là 1 triệu, buổi chiều buổi tối là 1 triệu, một ngày vậy chi là 3 triệu. Dạ cô, vậy thôi mình đóng cửa tiệm lại luôn đi cô. Đi. Cứ bán chưa có gì hết mình đi biểu đóng cửa tiệm là sao? Dạ tại vì á, mặc dù sáng giờ con chỉ bán có một khách thôi, nhưng mà con đã bán được 3 triệu. 3 triệu? Bán sao hay vậy? Để con kể cô nghe. Trời ơi, sao từ sáng đến giờ không có ai vô mua hàng hết trơn vậy trời ơi. Không có cái gì để vận động hết trơn á, buồn ngủ quá. Jack. Ủa, anh Hòa, Linh dễ sợ luôn đó. Đang gọi anh thì anh tới, mời anh. Trời ơi, cái gì mà tự nhiên cái sáng sớm đi lang thang cái ngáp nắng thở dài vậy em? Thì đó, em đang chờ khách tới đó, anh tới mua đồ phải không? Anh không, đi. Anh qua không mua đồ. Chứ anh làm gì? Qua tìm cô Lan rồi. Cô Lan không có ở đây, cô Lan mới đi ra ngoài rồi. Vậy hả? Vậy anh không qua mua đồ hả? Qua bữa nhà buồn quá ra tính nói chuyện cô Lan. Thôi vậy anh về nha. Ê khoan anh, trời ơi. Hả? Không có cô Lan thì anh đứng đây đi. Một lát nữa cô Lan diện chờ đó. Nhanh lắm. Anh Hòa. Anh Hòa dạo này cuộc sống sao? Ổn định. Ổn. Khỏe. Phải... Vui vẻ. Vui vẻ là được anh ơi. Cuộc sống phải vui vẻ. Nhưng quan trọng là cuộc sống phải đầy đủ. Dạo này á, ở nhà anh đầy đủ không anh ha? Trời ơi, đầy đủ hết. Vậy á. Trời ơi, thiếu cái gì là anh xuống đây anh mua liền. Ồ, đúng rồi. Khách hàng thân thiết mà phải vậy. Thế là anh biết sao không? Của mình là cửa hàng tiện lợi hạnh phúc. Đúng. Ở trong xóm nữa là mình phải ủng hộ láng giềng. Đúng. Thiếu cái gì là xuống đây mua. Không ra siêu thị mua. Thiếu thì xuống đây mua. Quý anh Hòa đó, ở chỗ đó. Vậy đó. Hàng xóm mình quý nhau là những lúc mình phải sống tình nghĩa với nhau vậy em hiểu không? Chính xác. Bởi cho nên hả, đại diện cửa hàng tiện ích hạnh phúc, em lúc nào cũng mong muốn anh Hòa sẽ sống hạnh phúc. Cảm ơn em. Anh dừng lại. Anh cười lại hồi nãy cho em coi coi. Cười. Trời ơi, anh Hòa ơi. Bị gì? Kiến cắn anh nữa. Bị ngứa chỗ nào? Thôi được rồi, đừng có khen. Anh
biết là anh có cái nụ cười tỏa nắng làm cho ai cũng phải ngất ngây. Tỉnh lại đi ông nội. Trời ơi, xàm dễ sợ à, em đâu có khen anh đâu. Chứ sao? Em đang tính nói là trời ơi, hèn chi dạo gần đây em cảm thấy rằng anh Hòa rất là ít khi cười. Mà nói anh sống hạnh phúc, sống hạnh phúc mà ít khi cười là sao? Bây giờ em biết rồi, là tại vì anh đang thiếu tự tin. Vì nụ cười của anh không còn tỏa nắng như trước nữa anh Hòa. Em nói gì là sao? Anh không hiểu luôn á. Tự nhiên cái gì mà nụ cười anh không còn thiếu tỏa nắng nữa là sao? Chỗ anh cười là mà vẫn rất nhiều người si mê anh. Tức, em tức, anh càng nói em càng tức. Em với anh rất là thân thiết nhau ở những cái xóm mình đúng không? Thành thử ra em... Nè, nè, thở một hai nè. Nếu như trước đó, anh cười một cái là em... Còn bây giờ anh cười một cái em chỉ muốn quay đi thôi anh ơi. Răng anh vàng quá. Thiệt. Vàng lắm không tin. Đó, xôi thử đi. Đó, thấy không? Ủa, nhưng vàng, mà... vàng. Không. Trắng mà em. Anh biết sao? Có nghĩa là so với người ta thì cũng trắng đi. Nhưng mà so với anh trước đây, nó vàng hơn rất nhiều. Hồi xưa răng anh là trắng bóc luôn đó anh. Ôi, trời ơi, thấy ghê quá. Còn bây giờ trời ơi, anh không có gì nè. Dạo gần đây á, nói thiệt đi, có quánh răng kỹ lưỡng ngày ba bữa không? Có, ngày ba bữa, sáng trưa chiều tối. Trời, sáng trưa chiều tối là bốn bữa luôn. Bò nó thêm xúc miệng luôn. Trời ơi, hay vậy ta. Vậy là có nghĩa là không nằm ở vấn đề là mình có siêng năng đánh răng hay không, mà vấn đề nằm ở chỗ là anh xài cái gì để đánh răng. Bàn chải. À, biết rồi, thì ai cũng phải xài bàn chải. Đúng nhưng rồi. Vấn đề là bàn chải nhà anh xài loại gì, anh xài bao nhiêu lâu rồi? Anh xài được hơn một tháng nay rồi đó. Bậy quá, bậy anh ơi. Trời ơi, em không nghe mấy mà gọi là mấy người mà người ta chỉ cái răng kêu là cái gì đó. Không phải bác sĩ mà người ta kêu cái là cái gì sĩ đó, quên tiêu rồi. Nha sĩ. Đúng rồi, nha sĩ đó. Nha sĩ. Mấy người nha sĩ là mấy người có chuyên môn cao đó. Người ta phiên mình đó là phải là một tuần lễ thay bàn chải một lần anh. Trời. Cái gì? Bàn chải mà xài một tuần thay một lần hả em? Ừ. Kiến thức này mới ta. Thì đúng rồi. Thì nói chung là em nhớ em mở đâu đó em coi. Em nhớ có cái ông nha sĩ gì đó ở đâu đó. Thì họ nói vậy đó. Ta nói vậy đó. Cho nên là anh nghĩ đi. Một ngày mình đánh răng tới ba bữa đúng không? Mà anh bôn đất bốn bữa lận đúng không? Mà anh nghĩ đi, một tuần lễ là tính ra mình đánh bao nhiêu lần rồi, rồi. Mấy chục lần đúng. Cái bàn chải của anh hơn một tháng luôn rồi. Bánh bấy rồi anh ơi. Mà anh để vậy hèn chi là thua rồi anh. Bây giờ anh mua bàn chải mới. Nhưng quan trọng ở chỗ anh phải biết lựa loại nào đó phù hợp với mình. Bây giờ anh cho em biết đi, bình thường anh xài bàn chải là xài loại lông mềm hay là lông cứng? Lông mềm. Anh phải xài cái bàn chải lông mềm để cho nó mượt cái răng của mình, với lại nó cũng êm ái với cái chân răng của mình, em hiểu không? Suy nghĩ sai lệch. Bởi vậy anh thấy không, biết bao nhiêu người cũng có suy nghĩ sai lệch như anh. Cứ tưởng đâu là mình xài lông mềm là tốt. Sai, tại vì lông quá mềm. Thành thử ra sao mà làm cái răng anh trắng được, sao mà chà được những cái vết bám mà ố vàng trên răng anh. Anh phải sử dụng loại lông cứng, anh hiểu không? Sử dụng cái loại lông cứng với cái độ ma sát cao, dùng với cái lực tay của mình đó anh. Chà. Thì những cái mảng bám, những cái vết ố vàng nó mới bông tróc ra hết, răng anh mới trắng sáng được. Trời đất ơi, sao mà cái bàn chải chà răng mà em diễn tả chà giống như chà toilet vậy? Không phải. Trời ơi, anh bậy quá à. Trời ơi, cái bàn chải, ý em nói là ở đây là em muốn là làm quá lên vậy để cho anh thấy là cái sự mạnh mẽ. Sự mạnh mẽ. Đánh bật cái vết ố vàng. Nhưng mà anh nói nghe nè, anh đang xài cái bàn chải nó êm ái, nó mượt mà, nó quen rồi. Bây giờ tự nhiên cái anh xài cái bàn chải mà lông nó cứng quá, anh chà vô, chà mạnh quá, rồi nó ảnh hưởng đến nú răng mình thì sao? Trời ơi anh ơi, cái chuyện đó là chuyện bình thường thôi. Không phải lộn. Ý là anh đừng có quá lo. Người ta đã sáng chế ra được cái loại mà bàn chải mà lông cứng thì có nghĩa là không có sợ là bị ảnh hưởng tới nú răng đâu. Tại các nhà khoa học người ta nghiên cứu rồi, anh đừng có lo. Mà em nói cho anh nghe nha, không phải là ai cũng có thể là tìm được đúng cái loại bàn chải đánh răng hả, mà xịn nha, mà đạt được cái độ cứng mà đầy đủ cái tiêu chuẩn mà khoa học đồ này nọ đâu, không có đâu. Khoan, nói chuyện anh bớt sai chính tả lại. Sao? Cái gì mà nha pha, cái gì pha học, pha em, mà pha. Ở dưới Cà Mau em nói vậy quen rồi. Trời ơi, rồi anh hiểu ý em rồi. Giống như là cái bàn chải này á là nó best lắm, nó good rất lắm, là tốt. Nó tốt lắm. Có nghĩa là mình chà vô một cái là sáng răng luôn. Đặc biệt
Ở đây em có một loại bàn chải độc nhất vô nhị, có 102. Người ta gọi cái loại này là cái loại mà gọi là cái gì đó, cái gì mà cái gì tịch tịch gì, mấy lý mị tịch tịch gì đó. Không có biết ngoại ngữ mà cũng bày đặt nó. Người ta gọi là limited. À đúng rồi, đúng cái kiểu đó đó anh. Limited. Là cái loại mà có giới hạn đó anh. Là có nghĩa là mỗi lần sản xuất là sản xuất mấy cái luôn hả? Không, một cái. Một cái? Duy nhất một cái, anh mà sở hữu đi. Anh là người duy nhất, không có cái thứ hai luôn. Nếu mà duy nhất là phải mua. Chẳng chưa. Trời ơi, mình chà răng xong mình cầm bàn chải. Chả nào. Lấy cho nó bàn chải. Lấy cho anh luôn. Lấy cho bàn chải đó. Đúng chính xác, anh phải mua đi anh, phải đầu tư anh nha. Trời ơi, nghĩ cái ngày mà trời ơi, anh tuốt lại được cái hàm răng của anh. Nụ cười tỏa ánh nắng của anh sẽ trở lại. Xong rồi á, anh đi ra đường. Anh cười, tay anh cầm cái bàn chải limited. Bởi vậy cho nên em nói với anh rồi, cái bàn chải rẻ rề à, mà có thể đem đến cho anh hả, cái hàm răng trắng sáng, rồi làm cho anh có nụ cười tỏa nắng, anh rất là đáng đầu tư. Có 499 ngàn à.